Xin chào anh chị và các bạn thân mến. Tôi không phải là một nhân viên tư vấn đầu tư trái phiếu. Tôi là một nhà đầu tư trái phiếu và tôi giống như các anh chị. Tôi cũng là một nhân viên văn phòng. Thời gian trên cơ quan khá là bận rộn. Do đó mà tôi rất ít cái kiến thức để thực hiện đầu tư. Tôi phải mất nhiều thời gian để mà tìm hiểu, để mà đánh giá những cái kênh đầu tư hiệu quả cho mình và có những cái trải nghiệm. Hôm nay thì tôi rất mong muốn và rất sẵn lòng và thực sự trong thâm tâm tôi muốn chia sẻ để mọi người hiểu về đầu tư trái phiếu. Và đây là những cái góc nhìn của cá nhân tôi trong quá trình mà tôi trải nghiệm. Có lẽ nó không phải là lý thuyết, nó cũng không phải là những cái kiến thức mà trên sách vở hay là một cái kiến thức gì đó mà nó hàn lâm cả. Nó đơn thuần là những cái trải nghiệm của tôi, những cái hiểu biết của tôi về đầu tư trái phiếu doanh nghiệp. Và có lẽ tôi xin bắt đầu với các anh chị những cái khái niệm rất là cơ bản đầu tiên và theo góc nhìn và cách hiểu của tôi, các anh chị nhé. Chúng ta sẽ có 6 từ đầu tư trái phiếu doanh nghiệp. Thế chúng ta sẽ phải hiểu là ba cụm từ đầu tư, trái phiếu và doanh nghiệp để mà chúng ta sẽ hiểu thấu cái thuật ngữ này, đúng không ạ, trước khi thực hiện đầu tư. Ok, tôi sẽ chia sẻ đầu tiên cái chữ đầu tư. Đầu tư theo quan điểm và góc nhìn của tôi chính là mình bỏ tiền của mình bỏ công sức của mình bỏ thời gian của mình vào một cái hoạt động sử dụng tiền để tạo ra cái lợi nhuận cho mình. Có thể thì có một số cái hình thức đầu tư khác, ví dụ như là mình đầu tư bằng trí tuệ của mình đó, để mà mình tạo ra những cái tài sản. Tuy nhiên ở góc độ trong cái video này tôi sẽ nói về đầu tư tiền để tạo ra các tài sản. Ok, vậy là đầu tư là một cái hoạt động sử dụng tiền của mình để tạo ra các cái tài sản sinh lời cho bản thân chúng ta. Đó, rất đơn giản thế thôi ạ. Và đấy là góc nhìn của bản thân tôi ạ. Thứ hai, chúng ta sẽ hiểu về trái phiếu. Cái từ trái phiếu này nó thực sự là rất mới. Rất mới ở Việt Nam. Nó mới ở cái nghĩa là hiểu về nó. Chứ còn cái tên ấy thì nó không mới, bởi vì làm sao? Vì là mọi người cũng truyền thông khá là nhiều rồi, đúng không ạ? Ai cũng biết ở trên các phương tiện thông tin đại chúng. Và tôi hiểu rằng mình cần phải làm rõ với các bạn để chúng ta cùng hiểu với nó, đúng không ạ? Trái phiếu là một khoản vay của tổ chức, vay của các nhà đầu tư. Vậy thì các nhà đầu tư ở đây là ai ạ? Nhà đầu tư cá nhân hoặc là nhà đầu tư doanh nghiệp. Thế thì cái trái phiếu này nó thể hiện qua cái gì? Đúng không ạ? Cái chứng từ ấy ạ. Đó, thì trước đây thì nó sẽ là một cái tờ giấy chứng nhận ấy ạ, trái phiếu. Và bây giờ thì thường nó sẽ thể hiện ở trên các cái hợp đồng mua bán trái phiếu. Đó, thực ra về mặt bản chất là nó giống nhau thôi, nó không khác gì nhau cả. Vì là ở trên đó nó chỉ thể hiện các cái nội dung bao gồm là gì? Số tiền vay, đó chính là mệnh giá. Thứ hai nữa là lãi suất, đúng không ạ? Thứ ba nữa là kỳ hạn. Đấy. Thứ tư nữa là gì? Người vay là ai? Đấy, rất là đơn giản như vậy thôi. Và ngoài ra thì nó còn các cái thông tin khác, tuy nhiên thì nó không quan trọng, và trọng yếu là bốn cái thông tin đó như tôi vừa chia sẻ với các anh chị. Ok, vậy là chúng ta đã hiểu cơ bản về cái khái niệm trái phiếu, đúng không ạ? Cái khoản vay của doanh nghiệp ấy ạ, thì nó sẽ được chia nhỏ ra, đúng không ạ? Chia nhỏ ra rất là nhiều phần. Đấy, nó chia nhỏ ra rất nhiều phần nhá. Ví dụ như là 10 tỷ, đấy, thì nó có thể chia nhỏ ra thành mỗi một phần đó là 100 nghìn, đúng không ạ? Thì mỗi một người sẽ nắm giữ là nhiều phần trong cái khoản vay đó. Thì một phần đó sẽ được gọi là mệnh giá.
Và mệnh giá trong thực tế bây giờ thì có thể là 100 ngàn, hoặc là có thể là 1 triệu đấy, hoặc là có thể là 1 tỷ, tùy tùy theo cái mức độ khoản vay và phát hành ra. Nếu mà phát hành trái phiếu càng nhỏ với mệnh giá càng nhỏ, tức là mình chia càng nhỏ ra, thì cái cơ hội tiếp cận của mọi người càng lớn, đúng không ạ? Vì tối thiểu ra, ví dụ như là chúng ta sở hữu một trái phiếu là 100.000 thôi, cho doanh nghiệp vay 100.000, hoặc là 10 trái phiếu là 1 triệu. Hiện tại bây giờ là có thể sở hữu tối thiểu là 10 trái phiếu rồi, đúng không ạ? Nó rất là dễ đó. Thế thì chúng ta sẽ cần phải hiểu tiếp theo, đó chính là cái doanh nghiệp. Đấy, doanh nghiệp ở đây là ai đó. Thế thì thực tế ra thì rất là đơn giản, đúng không ạ? Các cái doanh nghiệp tư nhân này, các cái doanh nghiệp cổ phần này, các doanh nghiệp nhà nước này, các ngân hàng này, các công ty chứng khoán này, vân vân, đều có thể phát hành trái phiếu. Tuy nhiên, có một điểm lưu ý với các bạn, đó chính là trái phiếu được phát hành khi nó đáp ứng các cái quy định của nhà nước. À, chứ không phải là ông thích phát hành ông phát hành được đâu, nó có quy định rõ ràng. Và hiện tại thì áp dụng theo luật chứng khoán, áp dụng theo nghị định 163, áp dụng theo nghị định 81 đó, thì tất cả những cái quy định đó sẽ thể hiện được là trái phiếu đó sẽ được phát hành đó theo các cái quy định đó đó. Vậy thì cái lợi ích của trái phiếu đối với các nhà đầu tư là gì, đúng không ạ? Chúng ta đầu tư thì chúng ta phải biết lợi ích của nó. Trái phiếu là một tài sản rồi. Tuy nhiên, tài sản này có một đặc điểm mà nó hấp dẫn hơn tiết kiệm ngân hàng, đó chính là lãi suất của nó cao hơn tiết kiệm ngân hàng là từ 2 đến 5%, đúng không ạ? Có một lợi ích thứ hai nữa là gì? Khi đầu tư cái trái phiếu đó, thì chúng ta dễ dàng mua bán chuyển nhượng được. Đấy, khi bạn cần tiền thì bạn bán đi. Nhưng mà ví dụ như mình gửi tiết kiệm ngân hàng, đúng không ạ? Thì mình không thể bán được. Mình chỉ có bán lại cho ngân hàng thôi. Và ngân hàng sẽ lấy ở không kỳ hạn. Tuy nhiên trái phiếu thì mình có thể bán được. Và mình không phải bán không kỳ hạn. Mình bán ở mức giá mà do mình xác định và hai bên cảm thấy là đảm bảo lợi ích của mình, welcome, đúng không ạ? Tiếp theo thì trái phiếu có lãi trả đều hàng kỳ, tháng, quý hoặc hàng năm, tùy từng trái phiếu các bạn nhé. Chính vì vậy mà nó làm cho cái việc tạo ra dòng tiền của trái phiếu rất là tốt, làm cho nhà đầu tư có thể tái đầu tư được để tăng hiệu quả, và làm cho nhà đầu tư có thể là chủ động được cái nguồn tiền của mình trong cái chi tiêu sinh hoạt, đúng không ạ? Rất là hay, đúng không ạ? Tuy nhiên, ngoài những cái lợi ích về đầu tư trái phiếu thì nó có các cái nhược điểm mà nhà đầu tư cần phải hiểu. Và tôi nghĩ rằng đây là một trong những cái trọng yếu nhất mà rất nhiều người không thể tham gia đầu tư trái phiếu được. Thứ nhất là kiến thức đầu tư trái phiếu nó khá là phức tạp. Khá phức tạp. Thực sự là khi đầu tư trái phiếu thì bạn cần phải gì? Đánh giá về doanh nghiệp, đánh giá về các biện pháp bảo đảm của cái trái phiếu đó. Rồi bạn phải cân đối các cái dòng tiền, đúng không ạ? Đó, kiến thức liên quan đến những cái đó khá là khó, đúng không ạ? Tuy nhiên thì không phải là không học được. Những cái đó thì nó giống như chúng ta đầu tư cổ phiếu thôi, đầu tư chứng khoán thôi, không khác gì cả. Tuy nhiên là cái góc nhìn của nhà đầu tư trái phiếu và góc nhìn của nhà đầu tư cổ phiếu khác nhau. Nhà đầu tư trái phiếu là nhà đầu tư cho vay. Chính vì vậy mà nó sẽ liên quan đến việc là khả năng chi trả lãi gốc. Còn nhà đầu tư cổ phiếu là quyền sở hữu, là nhìn về khả năng tăng trưởng của doanh nghiệp đó, chứ không phải là nhìn về khả năng chi trả. Đó, hai cái đấy khác nhau nhé. Đó, tuy nhiên thì mình vẫn đánh giá về mặt là doanh nghiệp đó có hiệu quả hay không, doanh nghiệp đó có kinh doanh tốt hay không, doanh nghiệp đó có uy tín hay không, đó, vân vân, rất nhiều các yếu tố đó. Cái khó khăn và nhược điểm thứ hai đó chính là giao dịch đầu tư. Và tôi biết chắc chắn rằng rất nhiều người đang mơ hồ
về cái việc giao dịch đầu tư trái phiếu như thế nào. Thực sự hiện tại đầu tư trái phiếu đang dành cho các nhà đầu tư lớn rồi, những người mà chuyên nghiệp, những người hiểu biết về đầu tư trái phiếu. Còn hầu hết những nhà đầu tư nhỏ thì thường là khó khó giao dịch đầu tư. Bởi vì sao? Cái việc tương tác đầu tư nó rất là khó khăn. Có nhân viên chăm sóc đầu tư cho mình hay không ấy ạ? Ví dụ như mình số tiền nhỏ làm sao ai chăm sóc đầu tư cho mình được? Khó đúng không ạ? Chính vì thế mà nó làm cho cái việc là mọi người hầu hết là cảm giác khó khăn. Thứ hai là những người lớn tuổi chẳng hạn, đó, cái việc giao dịch đi lại rất là phức tạp. Và thứ ba nữa là gì? Nó nằm ở các thành phố lớn là chính thôi. Còn ở các tỉnh rất khó. Khó đầu tư đúng không ạ? Ok. Cái nhược điểm thứ ba đó chính là gì? Rủi ro. Chúng ta phải xác định là đầu tư trái phiếu là có rủi ro cao hơn so với tiết kiệm ngân hàng. Đó, tôi nhìn nhìn chung thôi. Tuy nhiên thì anh chị và các bạn cũng nên nhìn ở một góc độ khác. Thì có một số doanh nghiệp đúng không ạ? Có thể là uy tín hơn cả về ngân hàng đúng không ạ? Thế thì ví dụ như là Vingroup đấy hay là Mansan có thể to hơn cả một ngân hàng ở Việt Nam, ngân hàng bé đó. Thế thì rõ ràng là chúng ta đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp an toàn hơn so với ngân hàng ở một số cái khía cạnh nhỏ thôi, và tôi nói là nhỏ thôi đúng không ạ? Một cái nhược điểm cuối cùng đó chính là trái phiếu thì hiện tại chưa được phát hành rộng rãi ở trên thị trường. Chính vì vậy mà ít người có thể là tiếp cận được các cái trái phiếu, các loại hình doanh nghiệp đó. Như vậy là tôi vừa mới chia sẻ với anh chị và các bạn định nghĩa về trái phiếu, hiểu rõ về trái phiếu và các cái ưu nhược điểm trong việc đầu tư trái phiếu rồi đúng không ạ? Tôi mong rằng những cái chia sẻ, những cái góc nhìn này sẽ giúp ích được cho các anh chị khi thực hiện đầu tư. Tôi cũng đã mất rất nhiều thời gian hàng năm trời để mà tôi tìm hiểu về nó, tôi hiểu những cái vận hành, cái luật chơi trong việc đầu tư trái phiếu. Chính vì vậy mà tôi có những cái kiến thức cơ bản như vậy để chia sẻ lại với các anh chị. Và tôi hy vọng rằng đâu đó nó sẽ giúp ích được cho các anh chị trong việc đầu tư. Và nếu có những cái góp ý, những cái chia sẻ, các anh chị cứ thoải mái comment. Và nếu mà các anh chị thấy hay thì cho tôi xin vài cái like để mà gia tăng chia sẻ những cái kiến thức của mình tới nhiều người hơn nữa. Rất trân trọng, cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Hy vọng được kết nối và chia sẻ, trao đổi cùng với mọi người để gia tăng kiến thức cho bản thân tôi và cũng như là cho tất cả mọi người. Tôi mong muốn học hỏi được nhiều kiến thức hơn nữa. Thực sự là đến thời điểm bây giờ tôi cảm thấy là mình còn thiếu rất là nhiều, và tôi hy vọng rằng rất nhiều những cái kiến thức bổ ích của tất cả mọi người, các nhà đầu tư khác, rồi những cái chuyên gia khác sẽ đến gần với tôi hơn, tôi được học nhiều hơn và tôi lại được chia sẻ và giúp đỡ những nhà đầu tư mà chưa có những kinh nghiệm đó. Cuối cùng, chúc các anh chị sẽ luôn luôn đầu tư một cách chắc chắn, một cách an toàn, một cách bình an, một cách vui vẻ. Chúc mọi điều may mắn đến với các anh chị và các bạn. Xin cảm ơn anh chị và các bạn rất là nhiều ạ.